Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Này mình gieo lưới cả nhà ơi. Này bà chú cháu gà cái con kinh này lớn lắm cả nhà. À, nó sát với mé ruộng mà nó có rất là nhiều lục bình luôn. Thì Giang thấy ở đây có cá ngớp á. Có lục bình là chắc có cá nhiều quá coi. Sâu quá, sâu quá. Mà nó sâu. Đó, sâu. Chỗ này mình không có bơi xuồng vô được cho nên là Út với Giang phải dở tuyệt chiêu của dân miền Tây. Lội xong. Vừa lội vừa văng lưới luôn nha cả nhà. Đây cho cả nhà coi con kênh nè. Vậy là tao đứng tao thả ra mày lội ra. Bự chà bá luôn. Đằng kia là lục bình dày đặc luôn. Ra sông lớn kiếm cá lớn. Hai cái đầu chọn ngay chân chỗ giữa này là trống. Còn hai đầu lục bình quá trời luôn. Giang là lặn với lội là nghề của Giang. Chưa cứ từ từ, không sao chứ. Sao không? Không. Này mình văng là lưới ba màn. Cây hiếm cây. Út cái này là lưới ba màn phải không Út? Ba màn. Lưới ba màn mà lưới mấy phân ta? Bảy phân. Bảy phân. Bảy phân. Bảy phân. Đây là tay lưới à. Bữa mình văng ở trên cái chân ruộng bị thất bại. Bữa nay Giang chút đi phục thù cho ba. Giang lội hay ha, nãy giờ đứng căng đó. Nghĩ sao mà lớn vậy mà nó kêu nó vừa lội vừa thả là sao thả? Thì phải có một người giữ mới bên được xã, chứ. Bên đây mới được. Lội gạch mới được chứ như không làm sao được. Cái gì Út? Bên đi Út, nó quậy không có thả. Cái gì vậy? Cổ bắt ốc. À cái này người ta gọi là văng văng lưới ốc. Ừ. Có cái bao vô rồi, cái phải chuyện này ốc theo cái rồi lấy cái nồi cái thao bự bự cái nắm thì ngủ vô thì ngủ gì vậy. À. Người ta thấy người ta cắt mấy cái bao gì này cả nhà, người ta cột ta văng giống như mình văng lưới vậy. Như Út nói đó, ốc nó bự vô đó rồi mình giữ. Cũng hay ha. Đỡ phải lặn phải cào. Một cách bắt ốc mới. Bắt gì vậy vợ khỏe. Chắc là ốc đắng ha. Không phải là chuyện dễ. Đang quyến này đâu có chuyện cá linh đâu đâu.
luôn đó rồi. Cái đứt này qua không nói mới được chứ sao. Một con đầu tiên. Bên đây tao phang tao cuốn luôn hay gì. Rồi, ok đây, ở đây đây con lội bản cái con nắm cái đầu lưới kia. Hôm nay bữa nay mình chịu đau khổ nữa sao? Lại chúng cá là sao biết vậy? Luôn lên bờ luôn. Cá thì úp qua đây úp úp gỡ. Ruộng hết lưới lên bờ luôn đi, có cá tính sao, được không? Có cá. Cá gì? Cá da. Gì á? Cái thâm vô bụng chứ vậy thôi. Cá bự không? Cá 10kg hay gì á? Ôi ông ơi! Cá rảnh nó bị lên. Còn cá rảnh này đủ ba chú cháu ăn rồi. Rồi ba khoắn đi, qua bảnh đi. Qua bảnh mở nọc đi, gặp cá. Lội đi, lội ơi. Giỡn rồi. Lạ. Ui. Nữa hả? Được, dính nữa kìa. Hay quá Giang ơi. Phăng từ từ đi. Lại gì đứa nào. Phăng đi. Vui rồi cả nhà, có cá vui rồi cả nhà. Chết không nổi cả nhà ơi. Công nhận văng lưới mà không có cái xuồng ấy nó hơi cực thiệt không? Cực thiệt lắm. Nên là có cây đồ ít chứ mà. Tại vì hồi xưa á, cái nhà hai bên mé này là đỡ qua ra ơi, chạm nhiều lắm rồi người ta mới phá đất á, người ta làm ruộng á, cho nên là dưới cái lòng kinh này là nó có nhiều trà lắm. Hình như nó dính cây dưới này vậy Giang ơi, cá không nổi Giang ơi. Hay dính cá không biết nữa. Được lắm rồi nặng này. Nặng như Giang một cái trà gì á. Thiệt không? Cá đâu rồi chứ không ấy đâu. Bỏ đầu lưới luôn đi. Qua đây tiếp cả cá mà dữ lắm mà. Dữ lắm cá mà bây giờ tôi chưa thấy cái gãy con cá nữa. Ủa đi nè. Ủa ơi. Ủa hai ba con đưa. Tôi về hàng gì. Tiếp nhận ơi. Từ nghe để con lọc xuống cái ẩm xuống cái tiêu con luôn à. Đây. Ôi ôi hang cá rảnh bự. Đây. Đâu rồi. Cá bắt tiêu chưa rồi. Còn có cái rảnh bự nữa. Trời ơi, nó làm bộ dĩ quá rồi. Lấy con nói nè, gỡ hang cá rảnh nè. Con này là con đụng xíu. Cái này. Quỷ vậy. Wow. Sáng lên chị cái tay chị có con ta. Trời nha, dịnh nha. Cá sống hả? Cá sống không à? Cái rảnh cũng sống nữa nè. Cá rảnh nó ngon. Ồ, cái rảnh này nó mập. Cá rù luôn, cá sống mà. Bữa nay mình làm ăn tay lưới bự có lý á ta. Nay mình ra sông lớn mà. Nè, ra sông lớn thì mình phải văng lưới lớn chứ. Đây. Con nó cá rảnh hả Út? Cá rảnh lắm, cá rảnh này nó ú à. Cái bao lên giùm chị cái Giang cho nó dễ Giang. Ừ, vậy đi. Hết biết cái rảnh nó ngon. Con này nó có thiệt luôn, con này mà thôi lạc là đủ ba chú cháu mình rồi đó. Con đủ rồi, nữa con này cần nửa ký á. Đây, sang cái rảnh này. Gì? Dính nữa kìa nè. Để ba đi, để ba nghe. Hai con bằng đâu. Hay quá. Đây đưa cái bao đây rồi, hàng ngay trên đi. Đưa cái bao đây đi. Gì đây? Lâu quá. Tại vì cái dạo lưới của mình nó tới này dạo hai thước hả Giang?
Tức rưỡi. Tức rưỡi. Dính ở khung dưới không à, phải không? Sát cái dưới đất luôn mà. Mình đâu có đợt này mình đâu có. Đã đi xếp điểm hết. Ủa. Đó, còn nữa kìa. Đó, cá nhảnh chứ. Cái lô chiến cái kia. Căng, cá lô chiến căng dữ rồi nha. Cá lô chiến đang lưới. Cá lô chiến này lọt nước mình ra hả? Để chú Út cặp nách gì luôn đi. Họ dột tay cái mình về mình không có cục cho mình kho. Dột ra là con bắt Út lẳng xuống đây bắt lại cho con đó. Nghề lẳng là nghề của chú Út mà. Cá lô kiến bắt luôn hả? Cá lô kiến bự mà. Cái sàn nè, dính cá bự nữa nè. Dính con 1 ký lô được rồi. Tao, đồ tao. Con 1 ký lô. Cá. Chín cá lồng kiến ký lô chắc chết quá. Sao vậy? Sao bự quá vậy ghê. Đó, cao chút lần cá. Nó. Cái hào cũng chút nữa. Đó bỏ không? Ăn cá ra ăn. Bỏ đi không? Cái này phải nãy mình đem cá thao luôn. Không có nói chuyện sát đáy gì với mấy dính cá rảnh á. Cái tại gì cá mình với cá rảnh ở dưới đáy không? Ở dưới nó sâu hả? Ở sâu lắm. Nãy cái khúc đầu mấy bên kia vậy mà không dính nhiều. Qua đây mới dính. Ủa, cái dẫn được kìa, thấy không? Chán sao tôi không qua mấy bên kia, tôi đứng cái gian, nó quay cái lưng qua đây. Ừ. Nè. Ừ, đúng rồi. Hợp lý chưa? Hợp lý, ok, chịu. Cá gì nữa vậy? Cá lọc kiến. Con cá rảnh nằm dưới nữa kìa. Ủa kìa, làm như bữa nay chú mày cá rảnh rồi. Thấy hàm quá đi. Cá lọc kiến không? Bỏ luôn hay vậy? Cá này nhỏ. Điện lại một nước á. Cá lọc kiến liền nó lên bờ luôn đi. Tại con này nó phá bờ. Phá đó. Mà bữa nay ở đây quá trời nắng thôi ngài. Đi hồi chiều là mấy chú cháu đi là 4 giờ mới. Nãy mình đi là cả mấy giờ gian, 3 rưỡi 4 giờ phải không? Tiếp tục con cá rảnh. Nhớ mình đừng la tao mình đi gian. Tao mà mua cái cặp nách này là ơi, trời ơi, con gì vậy? Cá rảnh nữa hả? Lại là cá rảnh nữa. Ủa, con này nó bự giống như con nãy luôn. Ôi không bằng con nãy. Đâu uống vàng luôn. Bằng bằng tay vàng. Vậy rồi chiều nay mình có mồi rồi Út ơi. Cái gì vậy? Dính nữa gì vậy? Cá lóc kiến hết hồn. Đụng cái cá lô kiến gỡ hơi cực thế vậy ha. Con cá lô kiến này gai nhiều quá. Gỡ nhảy nào đâu cũng mất lưới. Nhưng mà bù lại là thịt nó rất là ngon.
Xong rồi một tay rồi đó hả? Xong một tay. Tay này mình được một mớ cá dảnh rất ngon. Cá dảnh con nào con lấy ú thù lù. Đục và đục. Đâu? Để nhả lên còn sót cá này. Nó dạt quá. Này về nhà đi mình trả lại. Nó cầm cọng luôn các bạn. Đất mình thê, mình cọng mình cầm. Chiều rồi, mặt trời mọc, mặt ố lộn chiều rồi, mặt trời xuống rồi, lặn rồi. Cột dây dây đâu, cột mãi gì mà hả? Chết cha rồi, dí nhé rồi làm sao? Làm sao? Có cái lưới mình vẫn còn bình thường. Tắt cái gió này nè. Đó, mình dính cá bự đó. Có cá bự nó mới lôi á. Trăng, rồi dính đây. Gì? Cá lô kiến. Cá lô kiến đầu tiên. Nãy giờ chưa có ở dưới kìa. Ôi rồi. Dị Giang. Đó. Có gọi Giang. Trời, thấy có chú Út rồi sót con nữa thì chưa vàng. Nó nghe tình 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 thế mà. Vàng đói bụng rồi đó quay. Vàng đói bụng rồi không? Vàng đói bụng thiệt thì vậy ta ơi. Cá này tươi xanh luôn. Mày tính là bộ chú Út mà mày. Lỡ tao đọc cuốn lưới tao biết cho nào dính cá tao mà không biết không mày. Cá mè. Dảnh. Dảnh luôn hả? Lại là cá dảnh nữa. Bao trời ơi Út. Cứ bao sao bỏ vô. Út nhúng con này. Tươi xanh luôn. Giò tao nghe có rồi, có rồi. Tao nói cái gì vậy? Con gì từng từng nghe cái giò á. Đó, nó. Cái dẫn nữa đó, dẫn nữa. Cái dẫn không bự ha. Ơ dính rồi. Dính vậy. Dính cái con rồi. Dính gì vậy? Trời ơi, cái dẫn không vậy ta? Mày không lẽ nguyên bạn cái dẫn đi hả? Cái gì nữa? Ủa đi qua đó hả? Đi ra nhỏ cây đó đi chú Út thằng vô mới được chứ. Đó là dính cá luôn. Có bản nhỏ cây bản luôn hay sao? Băng đi, nó nói lại này luôn vô. Ngang qua dễ kéo. Coi chừng cái bao, bảo vệ cái bao vô. Bảo vệ cái bao cá của mình. Hồi nãy hả, chê tay lưới đầu. Khen tay lưới này chuyển vọng mà cuối cùng tay lưới đầu dính cá. Giờ đã thấy nhiều hơn. Cái gì? Cá dưới sông không ai nói trước được điều gì. Xuống chưa? Rồi kéo đi. Rồi về đây đi. Kéo kéo không đi để cho nó qua cái đống cây. Kéo không được rồi nè, cứng ngắc rồi. Nữa rồi, giống nãy nữa rồi. Cứng là có cá rồi đó. Cứng ngắc luôn cái vậy. Ừ. Vô chà nữa rồi chứ gì. Dữ lắm mà cứng rồi.
cây nữa rồi phải không? Kìa. Cái đục phi. Cái gu phi gì mà thua cá rảnh nha, cá rảnh là dính là sống, cái gu phi chết ngắt à. Cái gu phi chết ngắt. Cá rảnh thôi phải được. Tay lưới này dính không bằng tay lưới mẻ ra. Giang thấy chị nói không? Chị nói chê chê chứ thằng đẳng dính hơn đó. Không biết dính không chứ lội sớm chở. Mỗi hai giờ. Nè lại gỡ ra quên. Cứu tên không gỡ được rồi. Con này mới xỉu mà. Chết luôn rồi. Con tươi mà. Nó ngọt. Con là mình dư răng mặt ngoài khoảng ba lớn vậy đó cắt thôi cái mặt trong này nè mặt trong này nhỏ lội từ bến gì đây thấy có cá gì không nha. Giang nó bị mất mạng cái lâu kiến quá chưa. Ông ốc nhìn như ốc chắc máy chế đi gầm hụi quá. Bữa nay bà chú cháu ai cũng cười tức mắt hết trơn. Đấy, mỗi ngày cũng vậy mà. Đây cái rảnh đây đây rảnh tiếp tục. Bữa nay là mình trúng mánh cá rảnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nói mà cái con mày con kia bạn đi nhau, nó mày đi tao cũng đi nữa, mẹ đi tao lại tao buồn. Trước mặt hình như có dính nữa. Biết luôn kìa, camera này biết có dính luôn kìa. Mẹ chơi tay lưới này mà. Ghê mà. Ủa tay lưới kia cũng dính cho bọn. Bằng tay lưới này không à? Tay lưới này dính cá rồi khủng luôn. Nhưng mà nó không có cá rảnh bự bằng kia, nó được cái là cá ép nổi chọi hơn. Giờ hết tay lưới kia nói gì được nha. Mẹ hay lắm á. Nè, thấy chưa? Cái gì vậy? Bữa nay về chắc ông Sáu ông vui lắm, ông thấy cá ông vui dữ rồi. Đây, một con nữa cả nhà ơi, dính gấp nữa, anh ơi, dính nữa rồi nha, rồi để con tiếp. Mãi giờ toàn cá rảnh không mà không có cá mè. Mà cá rảnh cũng thuộc họ cá mè vậy, cá mè rảnh, không có cá mè dinh.
ngâm vậy rồi cá nó có chết không? Cái bao con cá nó sống đó. Rồi cứng nữa rồi là dính cá không. Con chưa thấy gì chưa không à? Thấy gì đâu? Có con ngư dưới nữa. Thấy gì chưa á? Không có thấy gì, chứ thấy có hai con cá à? Thấy rồi, đây. Hai con nữa. Lại là bạn nữa, bạn nha. Đang kéo kéo nữa qua đây nha. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Phút cuối. Cái mặt gốc lại là hai con cá nữa ha. Mặt gốc là dính đó. Cá nó lòi xuống đó. Chà. Kết thúc chưa? Đó rồi, đó rồi. Rồi, rồi ba chú cháu đã kết thúc hai tay lưới. Để Út đem lên cho mình coi cái giờ mình cô Phi còn sống là mới dính. Nay mình có những cái đặc thù riêng ha. Mình đi lên ruộng thì sẽ có cá khác, còn đi ra sông thì sẽ có cá khác. Cái lưới này 80 mét. Mình chỉ có gặp khó khăn lúc thăm tay lưới đằng kia lúc đầu của cả nhà là nó hơi bị cái dòng nước chảy á. Nó hơi bị rối lúc đầu. Nhưng mà cái tay lưới bên đó cũng dính gì qua cái đoạn rối một cái là dính cá quá trời dính luôn. Tay lưới bên này cũng không kém rồi nha. Để dốt lên cho mình coi thành quả cái nữa rồi ba chú cháu mình đi về. Con cá sự mong đợi luôn á chị hai. Hai chú ba chú cháu vừa xong công việc và trời vừa chiều luôn cái này. Rồi, để hai tay. Rồi cá của mình đi, banh ra. Chị không thấy rõ hết nên vậy phải đổ ra ha. Kiến. Cái này mình đổ ra thao về nhà, đổ ra thao thấy rõ luôn. Ok. Bây giờ ba chú cháu mình về nha. Tranh thủ về còn nấu cơm chiều nữa. Bạn xin kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Chào cả nhà, chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào các clip sau. Chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà.